mình là Huyền Trân, là luật sư founder của công ty pháp lý Uway. Hôm nay Trân xin cập nhật thông tin với các bạn về việc là không cần công bố mẫu dấu khi thành lập công ty. Xin mời các bạn theo dõi nhé. Luật doanh nghiệp của chúng ta từ năm 2004 đến nay thì đã trải qua 3 lần thay đổi, năm 2004, này, 2014 và năm nay là 2021. Như vậy thì cái thủ tục mà công bố mẫu dấu giữa các cái thời kỳ thì nó đã có sự thay đổi rất nhiều với nhau. Đầu tiên là giai đoạn 2014, 2004 thì giai đoạn này để mà một doanh nghiệp chúng ta có một con dấu để mà ký tên đóng dấu doanh nghiệp thì chúng ta phải xin con dấu này ở bên cơ quan công an, và tất cả những cái thủ tục thay đổi, hủy bỏ thì đều là xin ở bên cơ quan công an hết. Và sau này khi mà luật 2014 cải thiện, cải tiến hơn thì chúng ta đã được giảm bớt cái thủ tục hành chính, đó là chúng ta không cần phải đi xin con dấu rồi làm thủ tục là giấy chứng nhận công bố mẫu dấu ở bên cơ quan công an cấp nữa, mà cái này thì chúng ta sẽ tự động tự được phép đi khắc con dấu và tự công bố mẫu dấu, miễn sao là con dấu của chúng ta được update cái mẫu trên cái cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia là được rồi. Và đến năm 2021 vừa rồi, chúng ta đã ghi nhận một sự thay đổi hoàn toàn mới luôn. Đó chính là công ty khi mà chúng ta thành lập, chúng ta khắc mẫu dấu thì cũng không cần phải, một là không cần phải xin cấp ở một cơ quan nào hết, và hai là cũng không còn cần phải công bố mẫu dấu luôn. Và doanh nghiệp sẽ tự chịu trách nhiệm về tất cả, về số lượng, hình thức, ngày có hiệu lực, rồi quản lý như thế nào, rồi đổi mẫu dấu như thế nào thì tự động chịu trách nhiệm hết, và doanh nghiệp sẽ, nhà nước sẽ không còn quản lý cái mẫu dấu nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ biết được một cái để chúng ta ghi nhận khi chúng ta làm thủ tục thành lập công ty, đó chính là không còn phải công bố mẫu dấu. Như vậy thì chúng ta đã ghi nhận một thông tin mới khi chúng ta thành lập công ty trong năm 2021, đó chính là chúng ta sẽ không còn cần phải công bố mẫu dấu nữa. Thì cái này á, ngoài cái việc là chúng ta sẽ không giảm bớt một cái thủ tục hành chính thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó còn được cải thiện hơn ở chỗ là doanh nghiệp sẽ tự quyết định về cái hình thức con dấu luôn, và nó sẽ không còn yêu cầu bắt buộc là trên con dấu phải có hai thông tin là tên công ty và mã số doanh nghiệp. Ngày trước thì con dấu nó sẽ bắt buộc có hai thông tin này, và các thông tin khác thì chúng ta sẽ được quyền tự tự quyết định cái mẫu nè, có thể có hình, có chữ, có thể có để địa chỉ hay không, có thể là chúng ta có cần làm hình tròn hay không. Nói chung là thì ngày trước là đã thoáng rồi, nhưng mà bây giờ là càng ngày càng thoáng nữa. Chúng ta có thể làm bất kỳ mẫu dấu nào chúng ta thích, không còn cần có phải có tên công ty cũng được, miễn sao đó là cái con dấu mà chúng ta đã được thừa nhận, ghi nhận trong điều lệ công ty, ghi nhận trong các cái quy chế hoạt động của công ty, chứng nhận đây là mẫu dấu của công ty là được. Về ưu điểm của cái việc là cắt giảm cái mẫu con dấu này thì như các bạn thấy, chúng ta đã được giảm bớt thủ tục hành chính, chúng ta không còn cần phải lệ thuộc vào bất kỳ một cái quy định về hình thức, số lượng con dấu nào nữa hết, chúng ta có thể quyết định toàn bộ. Đối với những cái doanh nghiệp mà phát triển sau này á, thì chúng ta thấy là họ có xu hướng là có thể bỏ logo vào trong cái con dấu này, có thể có những cái mẫu hình dạng con dấu khác. Như vậy thì nó sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thỏa sức sáng tạo luôn, và mỗi một cái con dấu nó sẽ là một cái đặc trưng riêng của doanh nghiệp mà nó sẽ không còn lệ thuộc vào cái quy định nào nữa. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ giảm bớt được cái việc là chúng ta phải thay đổi mẫu dấu khi mà chúng ta có sự thay đổi cái tên của địa chỉ công ty nè. Chúng ta không cần phải để địa chỉ công ty trong con dấu nữa, thì nếu mà có lỡ có thay đổi địa chỉ công ty thì cũng không cần phải đổi con dấu lại. Tuy nhiên thì cách làm này nó cũng bộc lộ một số nhược điểm, nhất là trong cái giai đoạn đầu khi mà luật mới được áp dụng thì do là ở trên nó mới có cái luật là quy định như vậy, nhưng mà ở phía dưới nó cũng còn chưa có sự thống nhất lắm, cho nên là dẫn đến một số ngân hàng khi mà chúng ta làm thủ tục là mở tài khoản ngân hàng nè, thì ngân hàng vẫn một mực là đòi chúng ta cấp yêu cầu xuất trình cái giấy chứng nhận công bố mẫu dấu. Mà bây giờ đã cắt giảm cái đó rồi, thủ tục hành chính cũng không còn nữa, thì chúng ta lấy đâu ra cái mẫu dấu đó mà cấp cho ngân hàng,
Đó, thì những cái khách hàng của Trâm đã phản hồi rất là nhiều về việc là trời ơi Trâm ơi, Reway ơi, sao mà làm công thủ tục thành lập công ty cho tôi mà giờ không có cái thông báo mẫu dấu, bên ngân hàng nó đòi hoài nè mà không có để cung cấp cho họ. Thì Trâm cứ khẳng định ra bây giờ luật đã bỏ rồi nhưng mà ngân hàng lại vẫn phải nói là vẫn có và họ chưa có cập nhật kịp. Nó thì nó sẽ dẫn đến những cái rắc rối trong cái thủ tục ban đầu. Nhưng mà tôi nghĩ là từ đây về sau thì khoảng thời gian dần dần các ngân hàng cũng sẽ thích ứng và họ cũng sẽ có cái cách để họ quản lý. À, bởi vì sao? Con dấu nè, chữ ký thì cái chữ ký là giả thì cũng hơi khó đó các bạn. Nhưng mà cũng vẫn có thể giả được. Còn con dấu bây giờ nếu như ngân hàng không có cái một cái cơ sở dữ liệu để đối chiếu thì nó cũng rất là dễ để làm giả, dẫn đến là có thể là làm giả những chứng từ để rút tiền cho doanh nghiệp thì sao đó. Nhưng mà tôi nghĩ là ngân hàng sẽ có cái cách để họ quản lý. Và một cái điểm hạn chế nữa là do cái thủ tục bây giờ chúng ta sẽ không cần phải đổi trả thông báo hủy mất gì hết, cho nên là các bạn phải lưu ý là khi chúng ta vận hành cái doanh nghiệp đó, chúng ta phải giữ con dấu rất là kỹ nha, không có được để mất rồi thất lạc. Tại vì chúng ta quá chủ quan khi mà không có cơ quan nhà nước nào quản lý con dấu, chúng ta cứ mất thì làm lại cái mới, rồi trong cái thực tế sẽ lưu hành rất là nhiều con dấu của doanh nghiệp chúng ta, rồi dẫn đến là lộn xộn, là không biết con dấu nào là con dấu thật, con dấu nào là con dấu giả, rồi con dấu nào đang là con dấu hiện hành, dấu nào đã không còn sử dụng nữa rồi. Đó thì chúng ta cần phải có một cái quy định và có một cái lưu những cái mẫu kể từ ngày nào sử dụng con dấu nào và kể từ ngày nào chúng ta đổi mẫu dấu mới. Đó, rồi chúng ta có tổng cộng bao nhiêu con dấu thì chúng ta cần phải làm rõ những cái vấn đề này nha. Ngoài ra khi chúng ta thắt con dấu doanh nghiệp của chúng ta thì chúng ta cũng có thể do là bây giờ là luật đã rất là nới lỏng thì chúng ta có thể lựa chọn hình thức của cái con dấu, những cái nội dung chúng ta khắc trên cái mẫu dấu và cái con dấu này không có còn được nhà nước quản lý đăng tải trên cổng thông tin doanh nghiệp nữa. Cho nên chúng ta cần phải chọn một cái con dấu mà nó đặc trưng cho doanh nghiệp chúng ta một chút, nó khó làm giả nè, nó khó, có những cái thiết kế riêng, những cái phông chữ riêng, những cái ký hiệu riêng gì đó mà nó sẽ giúp cho những cái người ngoài người ta chỉ biết là à đây là con dấu của doanh nghiệp này nè, và nó sẽ không có bị nhầm lẫn, nó không có bị người ta làm giả làm nhái được. Thì các bạn thấy con dấu của Rewire Legal không? Mặc dù là công ty thành lập trước năm 2021 nhưng mà vẫn có đi trước nha. Mẫu dấu của Rewire Legal rất là đặc trưng vì nó có cái logo công ty ở trong đó, thì phải là những người có sở hữu cái file về logo rồi có những cái cách bố trí sắp xếp như thế nào thì mới ra được con dấu như vậy nha. Nên là nếu như doanh nghiệp nào mà chúng ta mới thành lập mà có nhu cầu thiết kế cái con dấu nó thật là đặc trưng thì cũng có thể là lưu liên hệ Reway để chia sẻ cái kinh nghiệm cho. Ta-da, hôm nay chỉ cập nhật thông tin cho các bạn như vậy thôi để cho chúng ta biết là chúng ta cần phải làm gì khi mới thành lập công ty xong, và khi mà ngân hàng có đòi hỏi các bạn về công bố mẫu dấu thì các bạn cũng sẽ rất là mạnh dạn để trả lời với ngân hàng rằng bây giờ không còn công bố mẫu dấu nữa. Vậy là chia sẻ hôm nay đã hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và nhớ đừng quên nhấn vào nút subscribe, đăng ký theo dõi kênh YouTube của Reway Legal nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.